Dạ em dạy trường chuyên biệt, đó là trường dành cho trẻ khuyết tật đó chị. Em dạy quận nào vậy em? Dạ em đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu anh. Tức là dạy ở Vũng Tàu luôn hả Quyên hả? Dạ Bà Rịa, thành phố Bà Rịa. Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Công việc của em thì hơi đặc thù, hơi cực ha. Dạ, bà phải chịu khó đúng không? Dạ lần đầu tiên khi mà em đi làm á chị, cái tuần đầu tiên khi mà tiếp xúc với các em cảm thấy rất là bị sốc. Khi mình dạy trên bảng thì các em ở dưới các em có thể thay đồ nè, rồi đi vệ sinh chung lớp hoặc là đánh nhau rất là nhiều. Em là đang chuyên dạy về cái nào? Dạ em dạy cả hai khối luôn chị. Dạ. Nhưng mà sau một thời gian thì mình cảm thấy rất là thông cảm với hoàn cảnh các em, bởi vì các em rất là đáng thương. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân em là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là em vui vẻ, hòa đồng. Nên khi mà đi dạy á, em rất là hợp với các bé. Còn với lại em cũng thích dọn dẹp nhà cửa. Còn điểm yếu thì chắc cũng nhiều lắm chị. Em thiếu đám đông, em rất là nhút nhát và em hay mắc bệnh là nói nhanh lắm. Nên nhiều khi không suy nghĩ kịp. Với lại em cũng thích nấu ăn nhưng mà cũng bụng lắm, không được khéo tay lắm ạ. Thế bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì Hòa Nhạc? Dạ, nhược điểm của em là ít nói, là nhút nhát, hay sợ dưới đám đông. Điểm mạnh của em thì siêng năng cần cù trong công việc, chơi thể thao và âm nhạc, không hút thuốc. Gặp em là biết âm nhạc rồi ha. Dạ. Thôi giờ em hát bài đi cho nó thấy Hòa Nhạc đi. Biểu tặng một tiết mục âm nhạc đi em. Đằng đây em cũng xin hát một bài tặng Đường Linh, chị Cát Tường và khán giả xin chương trình. Tiếng hát của Hòa Nhạc bắt đầu. Bài hát mang tên là Lại Nhớ Người Yêu. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gom những đông đầy thương lòng mặc. Thì hết ạ. Hết rồi đó hả? Bây giờ mình cho biết cái đường tình của em như thế nào rồi Hòa Nhạc. Em thì em trải qua hai mối tình. Mối tình hồi em đi học ở Đà Nẵng, sau đó thì em chia tay vì bạn gái về quê, quê ở Nghệ An nên là không thể nào. Xa quá đúng không? Dạ. Rồi mối tình thứ còn hai. Mối tình thứ hai cách đây 1 năm rồi. Người bạn gái của em thì trẻ hơn em 8 tuổi. Cái tính khí nó trẻ quá nên là hai đứa cũng không có hợp nhau lắm. Như vậy đây hai mối tình rồi. Quyên trải qua mấy mối tình rồi Quyên? Dạ em cũng trải qua hai mối tình chị. Một mối tình từ thời sinh viên và mối tình thứ hai là lúc em đi làm. Mối tình thứ hai cũng bởi vì khoảng cách xa quá. Dạ nên cũng không đến được ạ. Anh ở đâu? Dạ ở Nghệ An rồi chị. Hai người nào cũng quen người yêu xa hết ha. Quen bao lâu rồi chia tay? Dạ mối tình thứ hai thì là 1 năm ạ. Dạ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người đó là biết quan tâm cho gia đình. Quan trọng là bạn đó là phải có ý chí trong công việc. Về ngoại hình? Dạ về ngoại hình bình thường cũng được chị. Tại vì bây giờ cũng ố gió rồi, không biết khéo được. Em thì mẫu tìm bạn gái của em thì chăm lo gia đình, chung thủy. Dù mình làm bất cứ công việc gì mình cũng cần cầu siêng năng là được. Anh thấy cô gái bên kia là đáng trân trọng lắm. Cô làm cái công việc cũng không phải ai cũng làm được. Anh tin chắc rằng cô gái bên kia rất là cần mẫn, kiên trì, hòa đồng và nó chăm sóc rất là chu đáo. Anh chưa gặp nhưng mà anh đoán như thế đó. Chào Hòa Nhạc. Chào chị. Mình có dự định cái con đường kết hôn của mình là khoảng bao lâu nữa không? Dạ từ đến cuối năm hoặc là năm vậy. Mình đã chuẩn bị chưa mà gấp vậy? Dạ chuẩn bị rồi chị. Chuẩn bị hết rồi. Có làm dâu hay là sẽ sống riêng hay là như thế nào? Cuộc sống hiện đại rồi chị, nên là cưới nhau về thì mình thay phiên mình chăm lo bên nội bên ngoại thì cũng cần gì là làm dâu. Cái mẫu người lý tưởng của em có đặt hình mẫu như thế nào không? Hình mẫu của em thì 1m50 đến 1m60. Rồi cân nặng thì bình thường á, không có xăm hình. Không có xăm hình. Dạ. Xăm chi mà dữ vậy trời. Thiệt tình luôn, giấu bớt luôn đi. Qua thăm đàn gái coi sao. Như trước khi qua anh hỏi em này, cái nghề của em là nhân viên văn phòng đúng không? Dạ. Vậy thì mình có thể chuyển đâu cũng được đúng không? Dạ. Nếu như cô gái kia mà hợp với mình, mình chuyển ra làm văn phòng ngoài Bà Rịa chúng ta cũng được. Ok em. Ok luôn đúng không? Được. Chào em gái. Thôi, dễ thương quá. Phải nói là khi mà anh nghe em làm cái công việc đó đó, thật sự là anh rất là trân trọng người như thế. Phải nói là hôm nay nếu mà hai bạn đồng ý với nhau thì anh nghĩ rằng là anh bên đây cũng rất là hiền, rất là dễ thương. Vấn đề hai người chăm chỉ thì sẽ thành công trong tất cả mọi công việc ha.
Rồi anh thấy ưng bụng và đàn gái lắm rồi em trai. Ưng rồi ha. Rồi. Rồi. Đầu tiên không có gì, tặng em bó hoa làm kỷ niệm. Dạ, cảm ơn ạ. Hy vọng là cái bó hoa này thì em sẽ tinh tươi và xinh tươi nhưng mà như bó hoa này. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ. Dạ em tặng anh chậu sen đá với ý nghĩa là sẽ mang lại may mắn trong cuộc sống cho anh cũng như là sẽ có một tình yêu lâu dài bền vững. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn em. Dạ em thì theo tính chất công việc của em là trong giao tiếp với lại các bé khiếm thính, các bé không nghe và nói được thì mình sẽ ra ký hiệu ngôn ngữ bằng tay. Vậy thì hôm nay em sẽ cũng muốn giấu một đoạn trong bài Giấu Mưa của ca sĩ Trung Quân Idol. Một cơn mưa đi qua để lại những ký ức anh và em tìm em trong cơn. Rất là dễ thương, rất đặc biệt ha. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay đi các bạn. Hiện tại là anh làm ở đây ạ. Vậy anh có hay đi xuống Vũng Tàu chơi không ạ? Anh xuống Vũng Tàu chơi thì đi với ví dụ như công ty có đi du lịch thì anh đi, chứ còn thực tế là anh không xách xe đi Vũng Tàu một mình hoặc cũng không có ai đi hết. Thì nếu mà có dịp anh xuống Vũng Tàu chơi thì em có thể làm hướng dẫn viên cho anh. Có nhiều địa điểm rất là hay ạ. Thì em cảm nhận về anh, cuộc nói chuyện của anh như thế nào? Dạ em thấy anh là một người hiền lành, chín chắn chững chạc, chắc là một người mẫu người của gia đình ạ. Cũng giống như mẫu người em đang tìm kiếm. Chúng ta hãy cảm giác một lần nữa coi con tim mình có rung động hay không. Hai bạn tiến đến nắm tay với nhau, nhìn vào mắt nhau khoảng 30 giây và sau đó chúng ta sẽ quyết định xem hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không. Nắm tay thật chặt nào, nhìn về nhau để xem mắt có trong mắt hay không. Em có tin em nói không? Dạ tin. Tay em hơi lạnh. Hơi lạnh. Anh nói gì? Thì anh đã nói hết những gì anh nói. Ủa nói chuyện riêng. Họ nói chuyện riêng. Vậy là có chuyện riêng rồi đó. Rồi, về vị trí đi hai bạn. Bây giờ mình để tay vào nút bấm đi các bạn. Ba tiếng đếm nha. Chúng ta sẽ quyết định nha. Quyền quyết định là của các bạn. Đúng không rồi. Ai có thể thay đổi được cái quyết định của các bạn. Nếu thật sự ta rung động thì ta bấm, mà không rung động là không bấm. Không. Suy nghĩ thật kỹ. Một, hai. Bấm đi. Ba. Bấm. Hết thời gian. Trời ơi.